Yamata yata Niyang bột tặng ai dù xa Eka Eka bột Tamanurat khe ai quang bi sap Bà phụ tay sứ ma na sẵn pha Và dây abadi ma năng mẹ tăng Chà sa bà lô kà smin ma na sẵn pha Và dây abadi ma năng Ồ thăng a thơ cha ta đi danh Chà sam ba thăng A quệ răng A sa bát tăng tị thăng Chà răng ni xin nơ qua sa dạ nơ quả gia quả ta sa quy ga ta mê thở ai tăng cả thiên a thịnh thay và rằm mà mê tăng vi ha răng e tham ma hô đề tha đề thịnh cha anu ba a gam ma sĩ la qua đà sa nê na sam ban nô ca mê su vi này gia thăng na hi cha tu a à. Tu gặp ba sĩ văn bu na rê ti ti thiện nhân có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình dọn lòng an tịnh thanh bình tiên vào cực lạc vô sinh niết bàn giữ lòng chánh trực đoan trang nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoa thanh bằng thủ phận an nhàn không ham thế sự tịnh an cõi lòng lục căn chế ngữ nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần không làm nhơ bẩn tinh thần tranh lời chê tranh thánh nhân phê bình mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mặn yêu mạnh văn dài bệnh chung béo gầy nho lớn không cùng hữu tình vô tưởng muôn trùng gần xa chữa sanh hoặc đã sanh ra thảy đều thọ hưởng hà sa phước lành nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dân kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu tâm hại người như lòng từ mẫu tha tươi trăm cay ngàn đắng vui cười vì con dầu cho một mất một còn bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi tình thương ghi tạc đời đời từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang hồng đòi từ mẫu gương vàng mở lòng thương xót bủa tràng gần xa chung sanh trong cõi xa bà thoát vòng khổ não vượt xa luân hồi hàng ngày rải khắp các nơi bốn phương tam hướng ngâm trời bao la tâm lòng bác ái vị tha gọi nhân tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm không vương tư thù cố tâm niệm niệm công phu ghi đi khi đứng chuyên tu tham thiền năm ngôi mặt niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thanh quốc lữ hành nhập lưu vượt lên đến mức tối ưu khai thông tuệ nhãn tầm xu định đầu a hàm đạo tuệ gươm màu đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình bất lai cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn Akasatha cha pumma tha đệ vana ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khẩn tu sa sa năng akasatha cha pumma tha đệ vana ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khẩn tu nô ga ru akasatha cha pumma tha đệ vana ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khẩn tu nha ta vô akasatha cha pumma tha đệ vana ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu ba ni nô akasatha cha pumma tha đệ vana ga ma hệt thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa
chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ vương điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bời, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhục Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gô Tát Ma tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gô Tát Ma. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Kha. Dạ. Dạ, cô tu nữ Viriya Ratana có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Hôm nay thay đổi không khí, cô có thể cầm mic để thỉnh Pháp Sư được không cô? Nếu được, cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, Nam mô Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thăm Má Cha Rí, cô tu nữ Viriya Ratana vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Vu Minh Minh, kính chào Huyền Mộng, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Xích Quang Nguyệt, kính chào ai kêu em đó, mến chào Xích Vô Thường, kính chào Buông Bỏ, mến chào Xích Trang Thư, mến chào cô nghe pháp, mến chào Xích Trần Đạo, kính chào Phật Phương, mến chào Thi An Lạc, kính chào HQ016, kính chào Hoa Sen. Dạ, cô tu nữ thầm. Dạ, cô ơi, cô có thể cầm mic thỉnh Pháp Sư không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, cô Viriyadatana. Dạ, để thay đổi chương trình. Chắc chắn là hôm nay đạo tràng cũng sẽ được Đại Đức Pháp Tính giảng bài. Dạ. Dạ, kính chào nhạc trong màu nắng. Cô sao rồi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu được không? Cô Viriyadatana được hay là không cô? Dạ, không thấy tín hiệu cô gì hết, có lẽ là cô không cầm mic được. Dạ không à, dạ đã được rồi. Dạ, Xích Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xích Trần Đạo, Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tính thay đổi không khí một chút mà cô không có nhận lời rồi. Dạ, kính chào Phạm Phu, kính chào tầm quý vừa vào đạo tràng. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng. Mà giờ sư chưa vô mà thôi. Dạ, kính chào Quynh Kinh vào đạo tràng. Giờ vào đạo tràng thôi mình thỉnh đi ha, tại vì mỗi lần sư biểu khi nào sư vô rồi mình thỉnh, nhưng mà giờ sư chưa vào, nhưng mà lúc nãy đó. Dạ, Nhật Quỳnh chào Quynh mà Quynh mắt kiến nhìn Nhật Quỳnh là sao? Dạ, sư có điện thoại cho Nhật Quỳnh đó. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Xích Trần Đạo sẽ thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư, và sau đó thì Trần Đạo dâng mic đến Đại Đức Pháp Tính nhân Trần Đạo nghe. Dạ rồi, mời Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng, kính chào Quỳnh Kinh. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Ramma chalo ka dipati sahang bati katang chali ang thi warang aya chatha Sangti tha satappa rachap kha chatika Dese tu thammang anukam bimang bachang Satthamma berin vinayang chakayang Suttang cha pangdang abitham majamang Ako tayang to satusak cha dangdang Babo thaneye Barisa yamanche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi Viết lòng mở đạo dạy đời Nhắm giường lọc giả ngày dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy tỉnh dự pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đã mưa lành rưới khắp thế gian Bởi nhân cớ tích rõ ràng Thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi Chúng sanh ngồi khắp chốn ni Tối mê cầu được trí trí vẹn toàn Dạ, con đã thỉnh Pháp Sư xong Con xin kính dâng mít đến cho Đại Đức Pháp Tính à. Dạ, con kính thỉnh Sư Nam mô Bụt Thầy Giá, nhà dạ, sa thủ kính cảm ơn Sư Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ, bây giờ con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ, nhà Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được học di dự pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu đã rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần cảnh yếu hiệp. Cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cảnh ngoại phần. Vừa rồi thì chúng ta đã học đến cảnh nội phần, hôm nay chúng ta học cảnh ngoại phần. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Appivādemi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Nammāmi Lokassanathangvaramuttamahaṃ Buddhaṃ ca Dhammaṃ ca Bhagavanāmāmi Sanghaṃ Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo Đức Phật giáo pháp chư tăng phần phước phát sanh do sự tán dương ở nước tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn nước tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc nam mô bụt thầy giá kính thưa quý vị đối với kỳ trước chúng ta học cảnh nội phần là những gì mà ở bên trong là cái thân này đó là tâm sở và sắc pháp
nay thì chúng ta học về cảnh ngoại phần. Cảnh ngoại phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì mà ở ngoài thân, là những gì mà ở ngoài thân thì coi như là được gọi là ngoại phần. Rồi khi nào mà tâm mình biết là những cái pháp đó thì lúc đó gọi là cảnh ngoại phần. Vậy thì cảnh ngoại phần này đó gom chung lại cũng là tâm, tâm sở, sắc pháp mà ở ngoài thân. Đó, vậy là chúng ta nhớ là chúng ta nhớ cái thêm cái chữ ở ngoài thân, là thêm cái cụm từ ở ngoài thân. Chi pháp của cảnh ngoại phần á là tâm, tâm sở, sắc pháp ở ngoài thân. Đó là gọi như là đó là chi pháp của cảnh ngoại phần. Vậy thì biết cảnh ngoại phần á, chúng ta có 114 tâm biết, có 114 tâm biết cảnh ngoại phần. Biết nhất định thì có 58 tâm, 58 tâm. Đó là 15 tâm sắc nhớ và 3 tâm không vô biên xứ và 40 tâm siêu thế sẽ nhất định là biết cảnh ngoại phần. Còn đối với biết mà biết bất định thì có 56 tâm, có nghĩa là 54 tâm dục giới và 2 tâm thông. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng đối với tại sao mà chúng ta ở đây mà có 15 tâm sắc giới rồi 3 tâm 15 tâm sắc giới rồi 3 tâm không vô biên xứ rồi tâm siêu thế mà biết cảnh ngoại phần một cách nhất định. Thì thật ra đó, các cái pháp chế định và niết bàn thì nó không có gọi là nội phần hay là ngoại phần gì hết. Niết bàn nó là một cái gì quý vị? Nó là một cái trạng thái tĩnh lặng, một cái trạng thái tịch tình, nó vượt ngoài cái pháp hữu vi. Trong khi chi pháp của cảnh ngoại phần là pháp hữu vi ở ngoài thân, nên chúng ta thấy rằng nên không có nói về cái pháp niết bàn ở đây. Nhưng mà tại sao mà nhắc đến cái điều này, niết bàn mà chúng ta thấy rằng đối với niết bàn thì chúng ta không có thể nói là nó ở bên trong thân này hay là bên ngoài thân gì hết. Niết bàn nó là một cái pháp đặc biệt. Nhưng mà tuy như vậy có những người người ta nghĩ rằng nếu mà nói như vậy thì khi mà những cái vị hành giả đó mà đắc được mà không tánh giải thoát, có nghĩa là không tánh niết bàn hoặc là vô tướng niết bàn hoặc là vô nguyện niết bàn, thì như vậy đó là tại sao? Thì kính thưa quý vị, đó chỉ là mình nương theo ba cái tướng, mình nương theo ba cái đặc tính để mà mình định danh, để mà mình nhận thức, chứ không phải là chúng ta thấy rằng không phải là niết bàn ở bên trong hoặc là ở bên ngoài hết. Thí dụ như một người là một cái vị hành giả đó mà đắc được không tánh giải thoát hay là không tánh niết bàn là cái người này là coi như là thực hành cái pháp quán về vô ngã, quán về vô ngã. Thành ra đó, khi mà mình quán các pháp thì coi như là lúc đó nó không có ngã, không có cái tánh gì nữa. Thành ra chúng ta đắc được không tánh giải thoát thì có chỗ gọi là không tánh niết bàn đó. Rồi có người thì người ta cũng đắc được vô nguyện giải thoát hoặc là vô nguyện niết bàn. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị hành giả đó thực hành quán về cái pháp quán danh sắc, mà quán về cái tướng khổ nên chứng được vô nguyện giải thoát. Thường thường do chúng ta không có quán về sự khổ thì chúng ta có những cái tâm nguyện này kia, những cái tâm nguyện nọ. Nhưng mà khi mà chúng ta quán về các pháp mà nó là khổ, danh pháp, sắc pháp, cái gì, những cái
nó đều nằm ở trong cái sự khổ, thì lúc đó tự nhiên là chúng ta sẽ không có còn một cái ước nguyện giữa đời này và đời sau gì nữa. Chúng ta chỉ muốn chấm dứt tất cả các cái sự khổ. Thành ra cái vị đó đắc được vô nguyện giải thoát, có nghĩa là vô nguyện niết bàn. Rồi cái vị hành giả mà người ta cũng lấy danh pháp, sắc pháp mà người ta làm cái đề tài thiền quán, để mà người ta quán về vô tướng, quán về cái tướng vô thường của danh áp và sắc pháp. Thành ra đó, cái vị đó sẽ đắc được vô tướng giải thoát, có nghĩa là vô tướng niết bàn. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với một cái vị hành giả đó, khi mà tu tập đó, là do lấy ba cái tướng này, lấy danh pháp, đối tượng là danh pháp sắc pháp, rồi do nương theo ba cái tướng này, thành ra đó mới đắc được những cái giải thoát mà gọi là không tánh giải thoát, rồi vô nguyện giải thoát, rồi vô tướng giải thoát. Thành ra đó chúng ta tưởng là có nhiều vị tưởng là niết bàn nó có ở trong thân này hoặc là ở ngoài thân này. Cái điều đó nó không phải, do chúng ta lấy danh pháp sắc pháp để mà chúng ta làm cái đề tài, để mà chúng ta, một là chúng ta quán về vô ngã, hai là chúng ta quán về cái sự khổ, quán về cái tướng khổ, ba là chúng ta quán về vô thường. Thành ra đó nó có đắc được những cái giải thoát mà có chỗ là kêu niết bàn đó. Thành ra chúng ta nghĩ, có nhiều người người ta nghĩ niết bàn là nó chạy vòng vòng cũng như hồi xưa chúng tôi mới vào chùa tu thì có lúc đó không có chỗ ở, thành ra có một cái chú tiểu cho ở trong cái chỗ mà ở chùa để kinh sách, thành ra đó cái chú đó, những cái pháp mà căn bản thì lại không chịu học, những cái pháp căn bản thì không chịu học, cứ đè ra những cái quyển sách cao, những cái quyển sách cao, thành ra đọc. Sau khi đọc rồi đó thì ngộ nhận thì cái chú tiểu đó mới ra kể với các sư đó, bây giờ là con đắc rồi, con đắc được các pháp rồi. Hỏi đắc sao, giờ con thấy coi như là niết bàn là nó chạy xung quanh cái đầu con á, có khi nó chạy ở trước mặt con rồi này kia. Thì khi mà cái chú tiểu đó kể như vậy đó thì quý vị biết rằng vài ngày sau á thì nhìn cái chú tiểu đó là lơ lơ giống như là khùng vậy đó. Đó, thành ra sau này tìm hiểu kỹ á thì mới biết là cái chú tiểu này là do những cái sách gì á mà nó thuộc về căn bản á thì không chịu đọc, mà đi đọc những cái sách mà nó cao quá, thành ra cuối cùng rồi bị lơ lơ. Rồi lúc đó nghĩ cái bàn nó có những cái màu sắc như là bảy màu vậy đó, rồi nó chạy vòng vòng ở trên đầu mình, rồi có khi nó chạy ở trước mặt của mình đó. Thì trong những cái trường hợp đó là như là mình coi ở trong phim tàu á, thì quý vị thấy rằng là giống như là bị tẩu quả nhập ma vậy đó, giống như là tẩu quả nhập ma. Thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với cái ngoại phần thì chúng ta chỉ cần biết những cái gì mà nó thuộc ở bên ngoài thân này của mình thì mình gọi là ngoại. Rồi khi nào tâm của mình biết đến những cái đó, những cái pháp đó, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cảnh ngoại phần. Mà cái cảnh ngoại phần này đó, cái chi pháp nó là tâm sở sắc pháp ở ngoài thân đó. Chúng ta chỉ cần biết gọn như vậy thôi, là coi như là chúng ta nắm được về cái phần cảnh, bây giờ thì tiếp theo là chúng ta học qua cảnh nội ngoại phần, có nghĩa là cảnh nội phần và cảnh ngoại phần được gộp chung lại. Vậy thì cái pháp nội và ngoại phần là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài, cái sự giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Thí dụ như mắt,
con mắt của chúng ta là nội phần, mà nó chạm là nó chạm vào những cái sắc, là những cái sắc chạm, những cái sắc trần, có nghĩa là nó chạm vào cái cảnh sắc đó quý vị, là nó chạm vào cảnh sắc, là thì cảnh sắc đó thuộc về ngoại phần, rồi lúc đó nó phát sanh lên nhãn xúc hoặc là nó phát sanh lên cái sự thấy. Khi mà cái sự thấy thì mình ở trong cái trường hợp này là mình kêu là nhãn xúc. Vậy thì lúc mà nó phát sanh lên cái nhãn xúc thì chúng ta gọi là pháp nội và pháp ngoại phần. Pháp nội và ngoại phần đó, bây giờ chúng tôi định nghĩa lại cho quý vị nè. Đó, bây giờ chúng ta học qua đến cái phần này gọi là cảnh nội ngoại phần. Nội ngoại phần, vậy thì hỏi nội ngoại phần có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự giao tiếp giữa cái pháp ở bên trong và cái pháp ở bên ngoài. Chúng tôi thí dụ như ở bên trong là con mắt của mình, gọi là nội phần, chạm vào cảnh sắc, chạm vào cảnh sắc thì cảnh sắc gọi là ngoại phần. Khi đó nó phát sanh lên nhãn xúc, vậy thì cái chỗ nhãn xúc này thì chúng ta gọi là pháp nội và ngoại phần. Nội và ngoại phần, hoặc là nhãn thức, nó phát sanh lên nhãn thức, có nghĩa là cái sự thấy đó, cái sự thấy đó, thì chúng ta gọi là pháp nội và ngoại phần. Đó, không biết chúng tôi định nghĩa cái chỗ này nó rất là kỹ, nó rất là kỹ rồi. Không biết quý vị hiểu được không? Quý vị hiểu được không? Cái chỗ này thì quý vị chỉ cần mà chú ý, quý vị lắng nghe, và chúng tôi đưa ra cái thí dụ là quý vị sẽ hiểu, tại vì chúng tôi định nghĩa rất là kỹ. Cảnh nội và ngoại phần. Nội và ngoại phần có nghĩa là như thế nào? Định nghĩa nội và ngoại phần là sự giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Nội và ngoại phần có nghĩa là sự giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Dạ, đúng rồi, giữa bên trong và bên ngoài. Như con mắt là nội phần, có nghĩa là bên trong á, nội phần, và cũng đồng nghĩa là bên trong. Khi nó chạm với cảnh sắc, nó chạm với cảnh sắc thì coi như là ngoại phần hoặc là bên ngoài. Rồi nó phát sanh lên nhãn xúc, nó phát sanh lên nhãn xúc thì cái nhãn xúc này được gọi là pháp nội và ngoại phần. Nội và ngoại phần đó, chúng tôi định nghĩa rất là kỹ, rất là kỹ. Khi chạm vào cảnh sắc, khi chạm vào cảnh sắc thì được gọi là ngoại phần. Dạ, đúng rồi, được gọi là ngoại phần. Vậy thì khi đó nó phát sanh lên nhãn xúc, khi đó nó phát sanh lên nhãn xúc thì nhãn xúc này gọi là pháp nội và ngoại phần. Nội và ngoại phần, được chưa? Rồi khi mà có nhãn xúc nó phát sanh lên thì có nhãn thức nhãn thọ, nhãn thức nhãn thọ thì thức nhãn thọ này cũng gọi là nội và ngoại phần. Nội và ngoại phần. Rồi đó, hiểu không? Con mắt thấy cảnh sắc, con mắt là nội phần, cảnh sắc là ngoại phần. Khi nó chạm vào nhau, nó phát sanh lên nhãn xúc hoặc là nhãn thức thì cái nhãn xúc hoặc là nhãn thức hoặc là nhãn thọ này được gọi là nội và ngoại phần.
là theo cái định nghĩa, chúng ta quay lại ngay chỗ cái định nghĩa, pháp nội và ngoại phần là gì? Là sự giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Đó, rất chậm, rất chậm. Rồi, quý vị có thể quý vị sẽ làm thêm một cái thí dụ nữa. Quý vị làm thêm một cái thí dụ tương tự nữa cũng tốt. Và ví dụ, đúng rồi, tai là nội phần, nghe âm thanh là ngoại phần. Tai nghe tiếp xúc với âm thanh đó thì nó phát sanh lên, nó phát sanh lên cái gì? Nhĩ xúc, nhĩ thức, nhĩ thọ. Vậy thì nhĩ xúc, nhĩ thức, nhĩ thọ này được gọi là pháp nội và ngoại phần. Đó, đúng rồi, cứ đem những cái đó ra một thí dụ, cứ đem những cái đó ra một thí dụ, cứ đem mắt, mắt với cảnh sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với cái sự xúc chạm. Đó, mình cứ đem đó ra là nó, rồi rồi ngay cái chỗ này chúng tôi định nghĩa rất là kỹ. Thành ra quý vị cứ lấy cái định nghĩa đó, rồi cái thí dụ đó, lấy cái định nghĩa đó, thí dụ đó, thành ra đó nha, thành ra là quý vị sẽ nhớ, mình sẽ nhớ về cái pháp này. Rồi vậy thì khi những cái pháp này á mà bị tâm biết thì nó trở thành cảnh nội và ngoại phần. Khi những cái pháp này bị tâm biết thì nó sẽ trở thành cảnh nội và ngoại phần. Đó thì khi mà cái chúng ta có cái căn bản này rồi, khi mà chúng ta gặp các vị mà giảng về thiền quán, giảng về thiền quán là coi như là chúng ta sẽ nắm bắt được, chúng ta sẽ nắm bắt được. Thì mới lần đầu thì mình không hiểu gì, mới lần đầu mình không hiểu gì, nhưng mà khi mà mình nghe thường xuyên, mình nghe thường xuyên thì mình sẽ rất là dễ hiểu. Những cái điều này á, quý vị thấy rằng á, đối với những cái sách mà của trưởng lão, của ngài trưởng lão thiền sư Bao Ốc á, thì quý vị thấy rằng ngài viết về những cái điều này rất là nhiều, quán về 32 thể trược, từng phần vật chất như vậy đó, từng phần tử ở trong 32 thể trược này. Đó, ngài dạy rất là kỹ, ngay cả những cái tâm hoặc là cái sở hữu tâm cũng vậy. Ngài dạy về những cái điều này rất là kỹ. Thì khi mà mình học những cái pháp này rồi á, thì lúc đó mà mình có cơ hội á, mình nghe hoặc là mình đọc vào cuốn sách đó, thì mình sẽ hiểu, mình sẽ nhớ được những cái điều này, quý vị. Đó, rồi chúng tôi thí dụ cho quý vị, chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe là khi mà mình biết được những cái pháp này rồi á, thì coi như là mình nắm chắc được chi pháp. Thí dụ như hỏi bây giờ chi pháp của cảnh nội và ngoại phần là cái gì? Là tâm, tâm sở sắc pháp. Cũng là tâm, tâm sở sắc pháp. Chi pháp của cảnh nội và ngoại phần cũng là tâm, tâm sở sắc pháp. Vậy thì bây giờ thí dụ như là chúng ta coi thí dụ như là đối với mà sắc pháp á, mà là sắc nội và ngoại phần thì như thế nào? Đó, thí dụ như bây giờ á, chúng ta nên nói về đời sống tu tập của mình. Mình ăn rồi mình có quán tưởng về vật thực đàng hoàng. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta có quán tưởng về vật thực. Vậy mà khi mà mình quán tưởng á, thì trong cái trường hợp nào
Mà sắc đó, đó cái sắc pháp đó, đó mà nó được gọi là sắc nội và sắc ngoại phần. Là thì như thế nào? Nghĩa là khi mà chúng ta đó ăn những cái vật thực, là những cái vật thực là vô mà nó trở thành cái dưỡng tố, là cái dưỡng tố để mà nó nuôi dưỡng, là nó nuôi dưỡng sắc pháp, có nghĩa là nó nuôi dưỡng những cái sắc gì mà ở bên trong cái cơ thể của mình. Thì lúc bấy giờ á, cái dưỡng tố đó, là cái dưỡng tố đó nó là phải là cái kết nối không? Là thì nếu mà nó là cái sự giao tiếp, cái sự kết nối đó, thì bấy giờ á, cái chất dưỡng tố đó nó trở thành là sắc nội phần, và nó có nguồn gốc nó là ở ngoại phần. Là nó có nguồn gốc nó ở ngoại phần. Thành ra đó, khi mà chúng ta nắm được cái định nghĩa này rồi, thì chúng ta ngồi, chúng ta quán, hoặc là chúng ta đọc một cái điều gì đó, chúng ta cứ quay lại cái định nghĩa, chúng ta cứ quay lại cái định nghĩa, là chúng ta sẽ tìm ra được, tìm ra được. Thì lúc đó mới đầu á, chúng ta quán giống như là một cái đứa trẻ mà nó đi lập bộp, đi được vài bước rồi nó té vậy đó. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta chỉ hướng tâm đến những cái đó, cái chúng ta thấy rằng nó mệt mỏi, hoặc là chúng ta thấy rằng là chúng ta bị rối đồ này kia. Nhưng mà chúng ta làm thêm một lần nữa, chúng ta làm thêm một nữa, thì lâu ngày tự nhiên tâm của chúng ta, tự nhiên lâu ngày tâm của mình nó có hoan hỷ trong cái điều đó. Rồi từ cái chỗ hoan hỷ đó đó, mình tiếp tục mình tu tập, tiếp tục mình tu tập. Rồi dần dần á, thì mình được thuần thục. Dần dần là chúng ta được thuần thục rồi quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng á, ngày hôm qua mà chúng tôi giảng về ngũ uẩn á, thì mới đầu á, quý vị biết rằng nếu mà mình ngồi á, mà mình lẩm nhẩm, mình nhìn cái con vật, mình nhìn cái con vật đó, rồi mình ngồi mình quán nó, thì nó có ngũ uẩn không? Có. Mình cũng có ngũ uẩn nữa. Nó có sắc uẩn, mình cũng có sắc uẩn. Rồi nó có thọ uẩn không? Có. Nó có sự lãnh nạp, khổ hoặc là sung sướng, mình cũng có cái thọ uẩn, mình cũng lãnh nạp được cái sự khổ và cái sự sung sướng. Đó, rồi nó có tưởng quẩn không? Nó có sự nhớ biết đó không? Mình cũng có luôn. Mình cũng có tưởng quẩn đó luôn. Rồi nó có hành quẩn không? Có. Nó có những cái tâm sở giống y như mình. Mình cũng có những cái tâm sở đó. Rồi nó có thức quẩn không? Có. Nó biết chứ. Nó biết. Nó có những cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện chứ. Đó, rồi mình cũng vậy. Mình cũng có tâm thiện, tâm bất thiện. Có nghĩa là mình cũng có thức quẩn, nó cũng có thức quẩn. Thì nó cũng là chúng sanh có ngũ quẩn, mình cũng là chúng sanh có ngũ quẩn. Nhưng mà tại sao nó là cái con chó hoặc là con mèo? Tại do cái nghiệp bất thiện, thành ra cho nó có cái lớp thú như vậy. Mình tại sao là được gọi là con người? Là do mình có những cái thiện nghiệp, có những cái thiện nghiệp, thành ra mình cũng là ngũ quẩn, nhưng mà mình được gọi là con người. Thì quý vị thấy rằng trong những ngày đầu á, mà chúng tôi ngồi mà chúng tôi lẩm bẩm như vậy á, thì quý vị biết rằng á, có nhiều người ta tưởng là chắc chúng tôi cũng bệnh nặng lắm rồi á. Chúng tôi cũng bệnh nặng lắm rồi á. Còn hoặc là có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi đi kinh hành á, mà mình bỏ đôi dép ra đó để mà mình đi chân không á, để làm chi? Để mà mình biết cái sự xúc chạm, mình biết cái sự xúc chạm đó. Khi mà xúc chạm đó nó tự động mình ngồi, mình tự động mình đi, rồi mình đứng lại, mình phân tích. Cái sự xúc chạm đó đó là nó là cái gì? Nó là thân thức, thọ khổ hay là thọ lạc gì đó. Rồi khi mà đối với thân thức á, mà nó sanh lên như vậy á, thì nó phải có những cái danh quẩn, nó phải đủ tứ danh quẩn, nó đồng sanh. Rồi những cái da thịt đó, mình nhìn là mình biết đó là sắc pháp, mà ở trong cái trường hợp này được gọi là sắc quẩn. Trong cái trường hợp này được gọi là sắc quẩn. Rồi khi đó thì quý vị thấy rằng rồi mình bước chân, mình bước một bước nữa, thì mình thấy rằng có một cái cảm giác khác, có một cái cảm giác khác. Thì dần dần từ từ mình mới nhận biết, khi mà mình biết được cái cảm giác mới, thì cảm giác cũ nó đã diệt rồi.
Thì quý vị biết rằng á, có nhiều khi á, là vừa đi à, vừa cảm nhận à, rồi khi mà cảm nhận mình vừa phân tích, rồi à, có lúc á, thì à, mình vừa đi à, mình nhìn cái gì đó mình phân tích à, cái này cũng ngũ uẩn, cái này cũng à, thập nhị xứ à, à, thập bát giới. Quý vị biết có những người ta nói á, tại cái ngày của ổng, cái ngày của ổng thuyết pháp nga, ổng tối ngày ổng cứ lẩm bẩm hoài, ổng cứ lẩm bẩm trong miệng hoài, lẩm bẩm trong miệng hoài. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó không phải, không phải cái ngày quý vị, ngày do mình học xong rồi đó, mình cảm thấy mình quan thỉ, thành ra đi tới đâu á, hoặc là mình ngồi tới đâu á, là mình phân tích, mình tập, mình phân tích để mà nhớ thôi quý vị. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng á, có nhiều khi á, những cái pháp này á, chúng tôi một là giảng trong rung, rồi mình có cái cơ hội là mình lặp đi lặp lại à, lặp đi lặp lại à, hoặc là giảng ở chùa Kỳ Liên á, thì mình còn đem ra trình bày, rồi mình phân tích theo chiều này theo chiều kia vân vân. Còn mình đối với những cái chỗ khác quý vị biết rằng là không được, là không được à, những cái hội chúng khác á, mình nói người ta buồn ngủ, mình nói hồi mình thấy hội chúng ai nó cũng ngáp hết á, là coi như là mình biết biết nó không có vô mình biết nó không có vô được quý vị. Thành ra đó chúng tôi muốn nói lên những cái pháp này á, thì khi mà chúng ta học chúng ta nghe đi rồi chúng ta nghe lại vị này giảng vị kia giảng dần dần á, thì tự nhiên quý vị sẽ quen chúng ta sẽ quen đi đó. Thì ít nhiều gì á, mình cũng biết được khi mà nhắc đến cảnh á, thì mình cũng biết ở trong đó trong đó là có bao nhiêu cảnh mình cứ ngồi mình đọc ra, mình kể ra. Tuy rằng là mình không phải là một cái vị mà biết được cái gì ở trong đó nhiều nhưng mà mình cứ kể ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi đến cảnh ngũ rồi đến cảnh pháp là 7, rồi 8 là cảnh chân đế, 9 là cảnh tục đế, 10 là cảnh dục giới, 11 là cảnh đáo đại, 12 là cảnh niết bàn, 13 là cảnh pháp, 14 là cảnh sắc pháp, 15 là cảnh quá khứ, 16 là cảnh hiện tại, 17 là cảnh vị lai, 18 là cảnh ngoại thờ, 19 là cảnh nội phần, 20 là cảnh ngoại phần, 21 cảnh nội ngoại phần. Đó là 21 cảnh. Thì bây giờ mình thật sự ra đó, quý vị ngồi quý vị lẩm bẩm đi. Mình lẩm bẩm rồi mình cứ nhắc đi nhắc lại, thì lâu ngày chúng ta sẽ hiểu sẽ nhớ đó là do chúng ta cứ đọc tới đọc lui thì coi như là lâu ngày cái con người chúng ta tự nhiên nó nhớ đó. Vậy thì đến cái phần mà cảnh nội ngoại phần đó, là dứt được 21 cảnh rồi. Bây giờ thì chúng tôi khuyến mãi cho quý vị thêm một cái điều này cũng rất là hay. Đối với con người của chúng ta đó, khi mà chúng ta sắp sửa chết, chúng ta có nghĩa là cận tử nghiệp nó đến đó, cận tử nghiệp nó đến với chúng ta, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có cái nghiệp nè, lúc đó chúng ta thấy nghiệp nè, mà gọi là thường thường là gọi đủ nguyên văn của nó đó, là cảnh nghiệp kammaramana, rồi cảnh nghiệp tướng có nghĩa là kammanimittaramana, rồi cảnh thú tướng có nghĩa là quý vị thấy rằng lúc mà chúng ta đó chúng ta sẽ cái lúc mà cận tử nghiệp đó, chúng ta sẽ thấy lúc đó chúng ta sẽ thấy cái nghiệp là cái hành động, cái nghiệp là cái hành động của mình, rồi cái nghiệp tướng, cái tướng của nghiệp đó, thì thí dụ như là chúng ta thấy rằng đối với một người mà người ta có những cái hành động sát sanh, rồi khi mà trong cái sự sát sanh đó, người ta thấy thí dụ như là máu nó đổ, hay là một cái tướng gì đó nó ghê gớm, rồi đến thú tướng, có nghĩa là cái cảnh giới của mình đi tái sanh. Vậy thì nếu mà so ra đó, chúng ta
có chúng ta lúc mà chúng ta cận tử mà đến thì chúng ta thấy cảnh nghiệp nè, rồi cảnh nghiệp tướng nè, rồi cảnh thú tướng nè. Vậy thì trong 21 cảnh mà chúng ta vừa học, mà trong 21 cảnh mà chúng ta vừa học, thì trong đó, trong 21 cảnh chúng ta học á, có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi cảnh ngũ, rồi cảnh pháp, rồi cảnh tục đế, cảnh chân đế, cả cảnh nội ngoại phần, vân vân. Có tổng cộng là 21 cảnh. Vậy thì chúng ta đem 21 cảnh này ra đó mà chúng ta tìm á, thì chúng ta trong ba cái cảnh mà chúng tôi nói lúc mà cận tử nghiệp nó đến với mình, có nghĩa là cảnh nghiệp, nghiệp hay là nghiệp tướng, rồi thú tướng. Vậy thì nó nằm ở trong cái chỗ nào, nó nằm ở ở trong cái chỗ nào của 21 cảnh. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đó, khi mà cái trước lúc mà chúng ta tục sinh, trước lúc chúng ta tục sinh có nghĩa là ở trong cái giai đoạn đó là giai đoạn tử, giai đoạn tử. Cái giai đoạn tử đó đó, chúng ta sẽ thấy một trong ba cảnh là nghiệp, rồi nghiệp tướng, rồi thú tướng. Sau khi chúng ta thấy cái đó rồi á, chúng ta sẽ tục sinh, chúng ta sẽ tục sinh. Khi mà tục sinh á, thì chúng ta cũng nhận lại, chúng ta cũng nhận lại cái cảnh mà nó thuộc về nghiệp, rồi nghiệp tướng, rồi thú. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng những người mà người ta biết những cái điều này đó, thì khi mà người ta thấy cái người mà sắp sửa lâm chung á, cận tử nghiệp đó, người ta hoảng hốt hay là người ta có cái sự bình tĩnh, thì mình đón được, mình đón được cái lúc đó tâm của người ta đang thấy ở trong cái cảnh giới nào. Đó, thì cái này là mình chỉ đón thôi, chứ thật sự ra mình không có nhất thiết được, mình không có chắc chắn được, mình không có chắc chắn được cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng vậy thì trong một trong ba cái cảnh đó đó, thì nếu mà dạ quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn Phật tử Như Quỳnh. Đối với cái nghiệp và cái nghiệp tướng á, thì nó sẽ là cảnh pháp, nó sẽ là một á, là nó sẽ là cảnh pháp hoặc là cảnh quá khứ. Có nghĩa là cảnh pháp là cái trạng thái, cái trạng thái là lúc đó, cái trạng thái của cái nghiệp hoặc là cái hành động hoặc là cái nghiệp tướng của mình đó, thì trong cái trường hợp mình thấy như vậy á, là cái cảnh pháp, cái cảnh pháp. Mà cái chuyện đó nó đã qua, cái chuyện đó nó đã qua, thành ra nó sẽ là cảnh quá khứ, nó sẽ là cảnh quá khứ. Hoặc là lúc mà chúng ta thấy thú tướng thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cảnh vị lai, nó nằm ở trong cảnh vị lai. Thì chúng tôi những cái điều này đó thật sự ra là để chi vị, để cho vị biết rằng là khi mà mình học về 21 cảnh này đó, thì nếu mà mình thuần thục ở trong đây đó, thì lúc mình nằm chiêm bao hoặc là bình thường trong đời sống đó, mình nhận thức rất là rõ, mình nhìn cái cử chỉ, cái hành động của một cái sự gì đó mà nó đang có ở trước mặt của mình, mình đều phân tích được hết, mình đều phân tích được hết, đó là cảnh sắc hay là cảnh ngũ hay là cảnh pháp hay là cảnh dục giới, thì chúng ta đều phân tích được. Khi mà chúng ta học về cái cảnh này rồi mà chúng ta chịu có, chúng ta ngồi suy tư. Thật sự ra học cái môn này á, quý vị thấy rằng á, cũng như những lần trước á, chúng tôi đã nói là coi như là mình phải ráng làm sao mà mình hiểu được, mình hiểu được. Chứ nếu mà mình thuộc thì khó, thuộc thì rất là khó. Cũng như là lúc trước mà chúng tôi nói với quý vị, khi mà mình học về tâm và tâm sở phối hợp á, mình học nó thuộc á, nó không có nếm được cái chất ở trong đó, mình không có nếm được cái chất ở trong đó. Ví dụ như bây giờ mình nói về tâm tham đi, hỏi tâm tham có bao nhiêu, tâm sở phối hợp ở trong đó, thì chúng ta phải hiểu
cái sự mà nó phối hợp, mà cái sự mà nó phối hợp thì một tâm nó sanh lên, thì coi như là nhất thiết là phải có bảy tâm sở biến hành. Nhưng mà đối với tâm tham á, thì nó có luôn là luôn sáu biệt cảnh. Mà sáu biệt cảnh thì có nghĩa là chúng ta gom 13 tự tha, 13 tự tha vô. Rồi bây giờ á, thì coi như là tâm tham nó thuộc về bất thiện. Vậy thì cái phần mà tịnh hảo á, là cái phần tịnh hảo thì chúng ta không cần phải để ý đến. Rồi đến cái những cái tâm sở bất thiện á, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó nó có bốn si phần, là bốn si phần si vô tàm vô ý phóng dật. Đó thì chúng ta biết bất thiện mà nó bất thiện biến hành thì chắc chắn là phải bỏ mấy cái này vô, là phải bỏ mấy cái này. Rồi tham là lấy sở hữu tham vô, nếu mà nó hợp với tà kiến thì lấy sở hữu hạ tà kiến là bỏ vô. Còn đối với sân phần á, thì không có trong đó rồi. Sân phần không có trong đó, tại vì tâm này tâm tham mà. Đó rồi đến chúng ta lấy rồi hôn trầm thị miên, là chúng ta lấy rộng, là chúng ta lấy rộng. Chứ còn những lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta quán, thì có những lúc là mình tham nhưng mà nó đâu có hôn trầm thị miên, nó không có hôn trầm thị miên. Ví dụ như quý vị thấy rằng các vị thiền sư cũng nhớ các vị thiền sinh rất là nhiều. Đến thường thường khi mà mình hành thiền á, thì nhất là ở trong trường thiền, mình ở một cái đất nước mà lạ, một cái đất nước khác mà mình đến nơi đó mình hành thiền á, thì quý vị thấy rằng sau khi hành thiền mà gần tới giờ ăn trưa đó, các vị thiền sinh á, thường thường là bị cái sự giọng móng. Giọng móng cái gì? Có nghĩa là một cái tâm mình nó cứ hóng hóng xuống ở dưới nhà ăn, không biết hôm nay nó có đồ ăn mà nó thích hợp với cái cơ thể của mình không, cái khẩu vị việc của mình hay không. Đó thì nói chung là đa phần ai cũng bị chi phối về những cái điều đó hết. Nhưng mà có điều á, là khi đó đó cái vị hành giả đó đó mà nhận thức ra được, nhận thức ra được là mình đang bị cái tâm vọng móng, mà mình đang bị cái tâm vọng móng, thì lúc đó mình sẽ ngưng lại được. Còn nếu cái đó thì cái bệnh này á, là do chính mình là cái người thầy thuốc để trị cho mình, chứ không ai trị, không ai trị thế mình được, không ai trị thế mình được hết quý vị. Đó thành ra quý vị thấy rằng á, là cái đó là do mình trị được, cái đó thường thường là phải do mình trị được. Cũng như bây giờ chúng tôi thí dụ đi, chúng tôi thí dụ là khi mà quý vị ngồi, quý vị học đi, quý vị ngồi, quý vị nghe chúng tôi giảng đi, thì tự nhiên gần hết giờ rồi thì lúc đó cái tâm của mình á, mình nghĩ rằng là một chút vừa xong đó nha, hay là mình đi quậy ly nước cam mình uống liền, hay là một chút vừa xong á là mình leo lên giường mình nằm liền, nãy giờ mình ngồi nghe mệt quá, thì cái đó là cái tâm của mình bị giọng móc. Thì chính mình mới phát hiện ra được, chính mình mới phát hiện ra được, mình biết rằng là mình bị cái sự phóng tâm. Đó thì thường thường á, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì coi như là hoặc là có những người người ta học xong rồi á, thì người ta cứ ngó coi nãy giờ mình học 21 cảnh, không biết là lần trước mặt mình là cái cảnh gì, cứ mình cứ ngồi cứ mình tìm cái điều đó, nó cũng không đúng nữa. Khi mà những cái gì nó xa lên, những cái âm thanh bây giờ thí dụ như là những cái thí dụ như là quý vị thấy rằng quý vị đang ngồi, quý vị nghe chúng tôi giảng, tự nhiên có một cái tiếng động khác, thì chúng ta nhìn, chúng ta biết được đó là cảnh thinh thôi, chứ chúng ta không cần tìm, chúng ta không cần giọng móng. Có nghĩa là cái gì mà nó sanh lên thì chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhận đó là cảnh thinh hoặc là cảnh sắc, vân vân. Còn lúc nào mà chúng ta cần phải suy tư, thí dụ như ở trong cái phòng này, bây giờ tối chúng ta lên, chúng ta nằm ở trên giường, thì nếu mà chúng ta học đã qua học qua các cái cảnh rồi, thì khi mà cái sự mà nằm xuống xúc chạm của mình, thì trong cái căn phòng này mình đang nằm ở trên cái chiếc giường này, nó có cảnh gì, nó có cảnh gì, thí dụ như nó có cảnh xúc, rồi nó có cảnh sắc, nó thí dụ như mình ở trong một cái phòng của mình nó đầy đủ tiện nghi đi, thì chúng ta quán, chúng ta thấy đủ năm cảnh, chúng ta gọi nó chung là cảnh ngũ,
Rồi khi mà chúng ta biết được những cái trạng thái, những cái ý nghĩa, chúng ta biết được thêm đó là cảnh pháp, vân vân. Và chúng ta nhớ rằng là mỗi tâm nó sanh lên nó chỉ biết một cảnh thôi, nhưng mà do cái quá trình ở trong cái lúc đó chúng ta quán nó thường xuyên. Rồi rốt cuộc thì sao quý vị? Rốt thì các cái cảnh này dù xa hay gần, thô hay tế, hạ liệt hay là thù thắng, vân vân, thì cuối cùng nó cũng nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã thôi. Đó thì chúng ta học mà chúng ta phải chúng ta học thì chúng ta phải biết cái điều này cuối cùng nó là như vậy, để mà chúng ta phát sanh lên cái tâm nhàm chán. Và trời ngồi nghe sư giảng mà mắt nó cứ muốn nhắm, như vậy là bị hôn trầm. Và mình hôn trầm á là mình phải tìm mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Thứ nhất là có nhiều khi mình ngủ chưa đủ, hoặc là thứ hai là trước cái lúc mà mình đi ngủ mình ăn no quá, mình ăn no quá, thành ra bây giờ nó còn cái dư âm, nó còn lại cái dư âm quý vị. Đó, tự mình trị bệnh cho mình. Khi mà mình học cái môn này rồi là phải tự mình trị bệnh cho mình. Giờ mình bị hôn trầm thị miên phải không? Giả dụ buồn ngủ phải không? Quán xét kỹ liền, quán xét lại cho kỹ liền, là coi là mình thiếu ngủ, mình thiếu ngủ, hay là hồi đêm trước khi đi ngủ mình ăn nó hơi no, và nó ăn nó hơi no, thành ra bây giờ nó ngủ nó chưa có đủ để mà nó say, nó tiêu hóa và thực đó, thành ra bây giờ mình bị hôn trầm đó. Thì hoặc là có nhiều khi mình tự nhiên mà mình cảm thấy mình chán, tự nhiên mình có những cái nỗi buồn vu vơ đó, học nó cũng không muốn học, mình ngồi nó cũng không muốn ngồi, mình nằm nó cũng không muốn nằm đó. Chú kinh 22 cảnh lần rồi. Chú kinh có 22 cảnh, chú kinh quăng ra này, ai chụp vô là như là dính nha. Thật sự ra thì chúng ta học về cái môn này thì tự mình phân tích luôn, và chắc có lẽ là như vậy. Chắc có lẽ là đối với chúng ta mà có công việc nhiều đó, thường thường là mình ưa bị thiếu ngủ. Cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, ngày trước đó, khi mà chúng tôi mới vào tu tập đó, thì cái giờ giấc có giờ giấc đàng hoàng, có cái giờ giấc đàng hoàng là 3:45 khuya đó, 3:45 là dậy, vệ sinh, 4:00 là tụng kinh hành thiền, đến 5:00, 5:00 xuống dọn dẹp phòng ốc của mình, 6:00 ăn sáng xong đi ra để mà chấp tác, có nghĩa là ra làm lao động. Có ngày thì quét dọn chánh điện, có ngày thì phải quét dọn nhà vệ sinh, rồi sau đó đó tắm rửa xong rồi 8:00 lên lớp học, học xong đến 10:00 nghỉ tí xíu rồi ăn cơm trưa, xong rồi nghỉ tới trưa 2:00 bắt đầu quay lại lớp học, 5:00 4:00 nghỉ, rồi ra phải lao động ở chùa. Rồi 5:00 bắt đầu nghỉ trước 5:00 để tắm rửa, rồi lên tụng kinh hành thiền tiếp tục, rồi tối thì học bài, 9:30 thì đi ngủ. Nhưng mà sau này khi mà về làm việc rồi thì quý vị biết rằng là coi như là chừng nào mà cảm thấy mệt quá đi ngủ, còn lúc nào mà khỏe thì một là mình đọc thêm kinh điển, hoặc là mình nghe thêm cái gì đó vân vân, rồi khi mà mình mệt quá thì đi ngủ. Có nhiều khi thì bận bịu công việc, thành ra cái giờ mà người ta thức là mình ngủ, cái giờ người ta ngủ thì mình phải thức, vân vân. Nó không có còn giờ giấc, thành ra đâm ra nó thiếu ngủ quý vị, đâm ra nó thiếu ngủ. Bởi vậy nhiều khi quý vị biết, chúng tôi đi lễ chúng tôi thích lên chánh điện ngồi chứng minh lắm, không phải là chứng minh cái gì hết, nhưng mà lên trên chánh điện đó mình ngồi với một cái tư thế là mình ngồi thẳng, rồi mình nhắm mắt lại để mà mình hành thiền được 5-10 phút, 15-20 phút ở trong cái buổi lễ đó. Có nhiều người ta nói rằng ông này ông tạo dáng quá, ông làm như là ông thiền dữ lắm,
Nhưng mà thật sự ra không phải, mình phải tranh thủ cái lúc đó, là tranh thủ cái lúc đó mình ngồi mình hành thiền mới lấy lại được cái sức khỏe. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng đối với cái phương pháp thiền đó, là phương pháp thiền thì chẳng hạn như Phật tử Nhật Quỳnh á, có nhiều khi á, là mình ngủ nó cũng không tỉnh, nó cũng không có nhức, không trầm, nhưng mà mình ráng mình hành thiền thì vượt qua, là nó rất là ngộ nha. Chúng tôi nhiều cái tình huống là bây giờ đó là cái công việc á, nó sắp sửa mình phải đi công việc, thành ra mình không thể nào mà mình được phép mà ngủ 2 tiếng đồng hồ 3 tiếng đồng hồ đó. Thành ra lúc đó chỉ nằm nghỉ tí xíu rồi bắt đầu hành thiền. Hành thiền 10 phút thôi, tại giường, tại phòng, thì tự nhiên lúc đó sẽ vượt qua được cái hôn trầm. Hôm nay thì do chúng tôi giúp cái phần mà cảnh yếu hiệp, 21 cảnh chúng ta đã học xong, rồi còn một chút xíu thời gian không có qua bài mới được, nên chúng tôi chỉ chia sẻ với cái sự học để mà quý vị áp dụng vào cái đời sống. Thành ra nó bị chi phối bởi một lúc tư của thời gian buổi giảng, thành ra mong quý vị thông cảm. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học này với cái phước báo này, xin dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chúng nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hệ toàn lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phàm tu sắp và mạnh nhà lăng gặp can tu sắp và đề và ta sắp Bụt An Đức Pha Quê Na Sa Ra Sô Ti Phàm Quan Tu Tê Phàm Quan Tu Sắp và mạnh nhà lăng gặp can tu sắp và sắp và tham ma Đức Pha Quê Na Sa Ra Sô Ti Phàm Quan Tu Tê Phàm Quan Tu Sắp và mạnh nhà lăng gặp can tu sắp và đề và ta sắp và sanh kha Đục pha quê na sa ra so thi phạn hoàn tu tê. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chuyên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.